Ngày 19 tháng 11, Bộ Nội vụ Pháp khẳng định đối tượng Abdelhamid Abaoud, nghi can chủ mưu loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris vừa bị cảnh sát Pháp tiêu diệt hôm 18 tháng 11 vừa qua, là kẻ lập kế hoạch cho 4 trong tổng số 6 âm mưu tấn công tại nước này kể từ đầu năm nay. Tất cả những âm mưu này đều bị lực lượng an ninh Pháp phát hiện và ngăn chặn. Ngoài ra, Abaoud còn ra lệnh cho một tay súng thánh chiến tiến hành vụ tấn công ở một nước châu Âu khác. Cũng liên quan tới Abaoud, phía Tây Ban Nha cùng ngày cho biết tên này là kẻ chuyên tổ chức tuyển mộ các công dân Tây Ban Nha, đặc biệt là phụ nữ, thông qua các trang mạng xã hội hòng lôi kéo những đối tượng này gia nhập IS. Báo chí Đức cũng đưa tin Abaoud từng nhiều lần tới Đức. Hồi tháng 9 vừa qua, đối tượng 28 tuổi này cùng hai người khác cũng đã tới Đức và Áo. Abaoud bị coi là đối tượng cực đoan nguy hiểm nhất ở Bỉ. Trong chiến dịch vây giáp kéo dài 7 giờ ở Saint-Denis, ngoại ô phía bắc thủ đô Paris, hôm 17 tháng 11 vừa qua, y cùng một đối tượng nữ khác đã bị cảnh sát tiêu diệt, 8 nghi can khác đã bị bắt. Hồi tháng 5 vừa qua, giới chức tình báo Mỹ cũng đã khuyến cáo Pháp về nguy cơ xảy ra các vụ khủng bố do IS giật dây, trong đó đặc biệt lưu ý Pháp về đối tượng Abaoud.